Đây chắc chắn là mẫu thiết kế đầm mà em nghĩ là khi các chị mình nhìn thấy nó sẽ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Với thiết kế dáng xòe vô cùng thoải mái, sang trọng, và đặc biệt chất liệu vải của em này sẽ là lụa vân pháp cao cấp. Thì với chất liệu vải lụa này, các chị mình mặc lên sẽ rất là sang và tinh tế hả cả nhà mình ha. Đặc biệt là với phần thiết kế cổ vuông vô cùng sang trọng và tinh tế, phần tay của mình sẽ là phần tay xếp ly. Các chị mình mặc vô sẽ cảm thấy thoải mái hơn nè, và trang khuyết điểm từ phần tay của mình ha. Với màu sắc của mẫu đầm này chính là tông màu vàng đồng, thì em nghĩ là chắc chắn ai mặc vô cũng sẽ cảm thấy là nâng tông da, sáng da và sang hơn rất là nhiều, đúng không các chị? Hai bên thì nhà em vẫn sẽ có thiết kế cho mình hai túi, để khi mà các chị mình đi đâu á, mình không đem theo túi thì có thể tiện hơn, bỏ đồ vào trong đây cũng được ha. Và với mẫu đầm này, hiện tại nhà em đã và đang có mặt tại tất cả các showroom cửa hàng của TTV Store tại Hồ Chí Minh cũng như là Bình Dương. Các chị mình có thể ghé qua ngay, hoặc là mình mua tại website là ttvstore.vn, cũng như fanpage của Facebook là TTV Store. Hoặc là các chị có thể để lại bình luận ngay dưới video này. Số điện thoại thì sẽ có các chị tư vấn viên gọi điện lại hỗ trợ tư vấn cũng như là chốt đơn cho mình. Và TTV luôn đảm bảo cho mình là khi nhận hàng, các chị được kiểm tra hàng thoải mái, nên các chị có thể yên tâm mua sắm hàng đồng những cái mẫu đồng thiết kế vô cùng sang trọng tại TTV nha. Cảm ơn tất cả các chị đã xem hết video này của nhà TTV. Và các chị ơi, hãy nhớ nhấn vào nút đăng ký để có thể nhận được thật là nhiều thông báo của nhà em. Và nếu như mà chị em nào nhà mình ưng ý sản phẩm của nhà TTV, hãy để lại cho em xin mã sản phẩm cộng màu và thêm giùm em số điện thoại. Các bạn chuyên viên bên nhà em sẽ liên hệ lại tư vấn và chốt đơn hàng cho các chị.